động tới Home Depot là chuyên bán vật liệu xây dựng, và cây cảnh nữa. Nói chung liên quan đến nhà cửa. Mọi người thấy dọc đường ở đây thì có những anh chàng người Mễ làm việc ở đây, giống như mình cần về sửa chữa những cái lặt vặt á, hoặc là họ có chiếc xe chất ngoài đó, họ đứng dọc dọc ngoài này nè. Làm vườn, làm ống nước, nhà, rồi sửa nhà, đủ thứ hết. Những người Mễ họ rất là siêng năng. Bên đây thì có anh chàng anh bán trái cây nữa. Khu vực này bán giống như đường bên ngoài vườn nè, bàn ghế rồi 750 á, đẹp ha, có dù luôn để mùa hè nè. 6 cái ghế, một cái bàn, cái dù là đứng yên đó nha. Ồ, vậy đó ha. Vậy mà mùa hè có thể ra ngoài ngoài vườn ngồi. Nào mình đi về hướng này nè, phía dưới này nè. Bóng đèn bán rất là nhiều đồ dụng cụ luôn. Khu vực bán về cống nước. Đi thẳng xuống chỗ mình cần nha. Và hôm nay mình muốn trải nghiệm là chiếc xe của mình coi có chở được những tấm tôn này hay không. Có đủ dài không? Chiều dài có được hay thay vì mình chạy xe trước, phải xe trước thì mới chở được những cái dụng cụ này. Sẽ trải nghiệm bằng xe VF8. Em nghĩ là mình chỉ 18 feet thôi. Thì đó, cái này 12 feet lận. 12 dài lắm. À, cái này nè, bây giờ có cái loại có loại này, con này bằng thiết chắc. Đó, còn cái này là bằng nhựa plastic nè. Đó. Nhựa thì nó có bền không? Không biết. Còn cái này loại này nữa nè. Can I have the question like what the difference between this and this? Hình như có mấy loại luôn nha các bạn nha. Cái đầu tiên là bằng sắt à, metal. Kim loại hả? Dạ. Yeah. Nhôm thiết gì đó. Yeah. À, cái này bằng nhôm thiết. Nó bằng cùng giá như các bạn. 24 đồng 98. 25 đồng một miếng á. Còn nói là cái loại nhựa đó, hồi nãy anh chàng đã giải thích đó, là nhựa thì có bền hơn, không có bị rỉ sét như là kim loại này. Mà cái này thì mình trông như vậy đó, giống như cho những người mà muốn sơn lên cái màu khác, màu gì đó, nhưng mà mình thì mình muốn cái màu để che, vừa che mưa và vừa che nắng luôn. Thì chắc là mình lấy cái màu này nha. Cái màu này thì cũng giống như là nó không có bị sao nó vần vần vậy ta? Không, nó bụi với dơ. Bụi dơ thôi. Hy vọng là mình bỏ lên xe vừa cái xe có một VF8. Thử coi. Hay là định là lấy cái miếng này nè, miếng này là bằng nhựa. Màu nó cũng tối tối. Mà chỉ còn 2 miếng thôi, mình cần 5 miếng. Giờ mấy anh phụ đem xuống cho mình 5 miếng. Cái này rẻ hơn nữa, cái này có 21 đồng 98 thôi. Nhưng mà có thể che nắng được luôn.
Ở trong này là họ bán gỗ, bán những cái modding. Ồ, cái này máng xối. À, máng xối ở đây các bạn nhìn thấy lạ không? Rất là nhiều, họ bán nhiều đồ ở trong nhà lắm. Ok, thank you for your help. Oh, you, are you Vietnamese? No. He's single. Rồi, các bạn nào mà anh chàng đó, what's your name? Checo. Ok, bye, have a good day. Mấy ảnh thấy chị quay phim, mấy ảnh nói quay cho mấy ảnh nữa để anh đó chui vợ. Làm mai cho ảnh người Việt Nam. Mấy anh chàng này cũng vui tính. Các bạn thấy không? Bán những cái gỗ để mình xây nhà. Ở đây đa số nhà ở Mỹ là xây, họ xây bằng bằng gỗ thường thôi. Giờ mình đi ra quầy tính tiền. Có giờ sẽ đi quay một vòng cho các bạn xem. Phía ngoài ở vườn hoa nha. Bây giờ mình đi ra, trong thời gian đợi tính tiền mình đi một vòng đây cho các bạn xem. Đây là những máy khoan bù lon con bán quá trời luôn. Dây điện. Tắt đèn, những đường ống điện, rất là nhiều đồ ở đây. Rồi xong rồi bây giờ mình đi. Ồ, đây là những cái quạt nè, quạt trần ở trên nhà, những bóng đèn. Quay sơ lược. Ở phía trong kia thì họ bán máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, tủ lạnh. Ở chỗ này thì họ bán rất là đầy đủ. Bây giờ dẫn các bạn ra vườn hoa nha. Chi thì mê cắm hoa lắm, cho nên là mình đi ra ngoài mình ngắm hoa, có hoa gì đẹp không. Đây là những hoa sống đời, đủ màu sắc hết luôn, nhìn mê lắm. Màu nào cũng đẹp hết, màu đỏ, màu vàng, màu cam, màu hồng, hồng cánh sen. Đây là bông lan, lan chậu bé xíu à, 10 đồng. Đây là những, đa số là chậu hoa sống đời. Đây là những cây kiểng, cây bamboo, cây thần tài. Cái này, cây này cũng đẹp á, cái gốc bự quá trời, không biết một chậu bao nhiêu tiền. Mình sẽ coi thử nha. Ờ, chậu này 20 đồng. Còn những cây bamboo là chậu là 12 đồng 98. Bông này là 24 đồng 98. Này không phải bông là bonsai thôi. Bây giờ mình đi ra ngoài mình xem hoa nha. Giờ chiều xuống gió cũng lạnh á. Những bông hồng, hồng mà họ trồng trong gốc thôi, có cái gốc ở trong này. Chậu là 15 đồng. Đủ các loại hoa, rồi phân bón ở đây. Rồi những chậu, những bịch phân. Đây là những bịch phân là potting mix, là trong phân để bón trong chậu á. 2 bao 16 đồng. Sale bình thường, họ sale tới ngày 10, từ ngày 29 tây tháng 2 cho tới ngày 10 tây tháng 3. Này trong quảng cáo. Đây là chậu này cũng giống nhau luôn. Hai chậu, hai bịch là 16 đồng, mỗi bịch là 8 đồng. Nhiều loại phân bón ở đây lắm. Những rau, rau thơm, rồi ngò,
thì là hành lá, những cây bắp nè, bắp Mỹ. Thấy cưng không? Đây là broccoli, salad, ớt, đủ loại trái cây hết. Phân nè, phân garden soil để mình bón dưới đất trong vườn là 3 bịch là 10 đồng. Họ cũng đang sale nha các bạn. Nếu mà ai cần mà bón, lấy phân bón cho cây thì mua nhanh tay nha. Ngày 10 tháng 3 là hết hạn. Quay tổng lược cho các bạn xem. Đây là cây bơ, cây ăn trái nè, cây đào. Đào này ra bông mà có trái luôn đó. Còn đây là cây plum, plum hoa nó màu trắng, nhìn rất là đẹp. Gió lạnh đó, gió lạnh rồi. Thôi mình đi vào bên trong nha. Đó, quay tổng thể cho các bạn xem. Anh ơi, chỗ này họ bán đồ dụng cụ vườn, xây nhà, xây dựng nhà. Rồi mình đi vào cổng bên đây, rồi mình đi ra. Những cái vàng mình cây, trồng cây á, cho ống nước. Rồi lau nhà, đủ loại, kính thưa các loại luôn. Đồ vệ sinh nè, xà bông rồi à. Đây à, thuốc tẩy, xà bông giặt, nó đủ loại hết. Gạch à, máy giặt, máy sấy, bếp, nó đủ loại hết nha các bạn. Lúc mình mới mua nhà thì cũng phải đi vô đây mua đồ dụng cụ trong nhà, máy giặt, máy sấy, tủ lạnh. Bây giờ thì đầy đủ rồi, không có nhìn nữa. Tủ lạnh này nhìn đẹp quá ha. Wow, giảm được 700 đô, còn 2.000. Cái này là đang sale nha. Bây giờ hai giá là 2.699, giảm được 26% nè. Tới ngày 10 tây tháng 3. Tủ lạnh này nhìn đẹp á, giống như là kiếm fiberglass, không có tay cầm, nhìn rộng lắm. Đây có cái bình đựng nước nè. Cái ngăn trong tủ đá rộng rãi, tay nắm là mình nắm ở dưới này chứ không có cái cửa, không có cái tay cầm ở đây, nhìn cũng đẹp á. Đây vòi nước, bây giờ mình đi ra đi về nha. Ổ khóa. Bây giờ đi ra rồi. Lo đi đi quay, ông xã tự động xã bỏ lên xe để trở về. Ok. Được không? It's good. Hey, I see you again. Oh, okay. No, just film me. Oh, you check me. One more. Okay. Đây cái miếng này mình để lên phía trên nè. Yeah. Rồi, xe này cũng công dụng quá nha. Hai anh này giúp mình để lên những tấm tôn mình để lên đây. Why we don't do the whole thing?
We're doing it slowly. We don't want to scratch them. Yeah. Oh, it's okay. Anything. It says okay. You don't see it. It's the bus, right? Uh-huh. We're listening to the bus. Okay. Break anything. If it was a big truck, we throw it over real easy. I know. Thank you so much. With the bus, do it slowly. We're going to do these guys. Yeah. Mấy anh này cũng cẩn thận nha. À, lót cái miếng giấy này lên để đừng có hư cái da của mình nè. À, để từ từ vào. Mua cái tầm miếng rồi. Nhà không có xe truck. Thank you so much. No, I can sit right and not outside. Thank you, sir. Yeah. Yeah, have a good day. Be careful it doesn't go to your window, okay? Mình yeah. Make sure it not slide. À, không cần VF wide ha. Mình cũng chở được xe trước. You are good. Tony. Tony. Ivan. 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 Thank you so much, Tony. Yes. Yeah. Ivan too. Thank you, Ivan. Bye. You're so helpful. I give you 5 stars. Thank you. Yeah. Uh-huh. Yes. Thank you. À, cái anh này cũng dễ thương. Anh mở cái Bây giờ mình chở đi về những tấm tôn. Tôn này là dài khoảng 8 feet. 8 feet là chắc cũng gần 2 mét ha. Không có xe chất thì mình để lên trên này cũng gọn. Xe bán tải. Được xe bán tải thì khỏi phải nói rồi ha. Giờ VF8 chở tôn. Vẫn chở được nha các bạn nha. Hồi nãy nếu mà mình để vô đây không vừa đó là mình có thể để trên nóc xe đó. Hồi nãy mới hôm nay là hai vợ chồng đi đi sắm những tấm tôn này để về lợp cái mái ở phía sau. Bữa giờ Cali trời mưa nhiều quá. Nãy lúc nãy em nói đợi em mà sao anh đi anh đẩy ra hả? Thì anh mấy... vừa đẩy ra ngoài cái gặp hai anh chàng đó đó. Anh chàng nói ủa mà có bạn có cần giúp không? Nó cần rất cần. Nó thì chạy xe đến đây đi rồi hai đứa tụi tôi sẽ phụ giúp lên xe. Ồ tốt quá. Rất là dễ thương. Rất là dễ thương. Dịch vụ mà làm rất là nhẹ nhàng, tận tâm nha, không phải bỏ vô để cái eo đâu. Làm từng tấm một đưa lên. Hồi nãy là anh yêu cầu là bỏ lên từng tấm hay là không, anh ta nói để cho bỏ từng tấm một lên mít xù là chắc chắn là nó không có bị cả quẹt làm cả xe quẹt đâu. Trời. Nhìn xe đẹp quá cho nên là cũng sợ bị bắt đền. Nó sao không bỏ lên 5 tấm lên lúc vậy á, chạy xước xe. Hồi nãy thì lúc em hỏi thì anh ta nói là ông chủ muốn nhẹ nhàng thôi, không có muốn làm. Nếu mà chạy xe truck á là để một cái eo lên là xong rồi. Còn xe của mình nhìn mà mới đẹp quá cho nên là không có muốn chạy xe, sợ chạy á tại bị bắt đền. Bữa giờ cứ đắn đo là không biết là mình có nên chở mua những tấm tôn này để chở trên xe này không. Bây giờ sẽ lót những tấm tôn này xuống nha. Mưa quá chừng cho nên là bị dột nước. Mình rút 5 tấm ra luôn hả? Ồ nhẹ ha. Nhẹ. Cái tôn này giống như là miếng nhựa vậy đó.
mỏng nữa, rất là bền á, mỏng dính nè, nhẹ hiều và không có bằng nhựa. Ổng kỹ ghê, rồi cho mình cái miếng trải này nè, để đừng có chày cái ghế da của mình. Nãy phải gập cái ghế ở trên xuống nè. Dựng cái ghế lên lại. Xe đi biển cho nên là đồ đi biển quá chừng, ghế, dù để phía sau nè. Ở trước có chiếc xe cảnh sát, bây giờ đèn xanh đèn đỏ. Họ cũng luồn lách họ đi được hay ha. Kiếm phải đi qua bên đây.